Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nhựa Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số hội trên màn hình của em ha, 034 830 843. Rồi, em cập nhật danh sách ba hàng hóa đã bán hay là còn ở dưới cái video này. Mọi người xem qua rồi mình liên hệ cho nó tiện ha. Hôm nay là video 105. Ở món đồ nó sẽ có mã như sau ha. Nào, món thứ nhất là 105.1. Rồi mọi người theo dõi kênh mình nhớ bấm vô đăng ký ha để được cập nhật mấy cái video mới. Rồi đây là cái bộ tua vít dạng lùng ha, tự động. Đây, cây này nó có đảo chiều luôn mọi người. Ở giữa là khóa đảo chiều nè. Còn đây là cái hộp mũi vít của hàng Vercel. Mũi của Vercel. Đây, hộp mũi của Nhật ha. Đây nó có các mũi này nha mọi người. Mũi như trong hình thôi ha. Hình như là nó không biết đủ hay thiếu nữa. Đây mũi nó thì mũi còn đẹp, còn nguyên. Chưa có sử dụng nhiều. Đây ở trên nè, mũi còn nguyên, nói chung là nó hơi dơ thôi đó. Mũi lùng này mọi người xài với cây vít lùng, vít này nó có 500 mà gắn mũi vô là nó hít ha, thấy cầm rất là chắc tay. Đây cây là tua vít lùng, nó rất là lùng, 10 cm. Hộp rất gọn mọi người, xài rất tiện ha. Rồi, cái bộ tua vít này có mã là 105.1 nha, giá bán là 300.000. Tiếp theo cũng là một bộ tua vít, nhưng mà tua vít này là tua vít cân lực của thương hiệu Canon. Canon sản xuất tại Nhật. Cây còn rất là đẹp luôn. Đây, nguyên tem ha. Hàng này mới về nó còn cái bọc ni lông lại luôn nha mọi người. Còn em kèm vô là cái bộ tua vít này của thằng đây, Sunblade của Nhật. Nó có mấy đầu là 4 đầu như hình nè mọi người. Đó. Đây là đầu chuyển vít ra 1/4. Đây là đầu BH2 thông dụng nè, ba ke. Đầu này chuyển ra 3/8. Bằng 8 lắc léo được. Đây, gắn vô tua vít nó sẽ như thế này. Ở đây mình chỉnh được tới lực nó tới đây nanomet 300, không đến 300 ha. Đây, thông số của nó mọi người. Đây rất đẹp, nó có khóa khóa cái nó chỉnh lại luôn nè, chỉnh xong rồi mình khóa bằng cái này nè, nó sẽ giữ nguyên cho mình. Đó, khóa lại rồi nè. Khi mà đúng cái cần đúng cái lực này nó sẽ nhảy mọi người. Đó nó nhảy như vậy nè. Mình vặn đeo đang vặn 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 cái nó cứng lực rồi nó sẽ nhảy. Nhảy tạch tạch cho mình biết ha. Rồi, kích thước của cây này là 16 cm. Thân bằng hợp kim nhôm ha. Rất là chắc. Rồi bộ tua vít này có mã là bộ tua vít cân lực có mã là 105.2 mọi người. Giá bán là 550.000. Tiếp thêm về một cái cân. Đây, một cái cân điện tử. Cân tử của Nhật nó
Khối lượng cân được là 1 kg ha. Đây 1.000 gram nè. Nhỏ nhất là 1 gram. Tanita của Nhật. Đây. À cái này nó bị mất cái nắp pin này mọi người, nó sử dụng 4 viên pin 2A này nè, 3. Viên pin nhỏ remote đó. Đó nó mất nắp pin rồi. Nên dán cái keo này để gì? Cho viên pin nó đừng sụp xịt đó mà. Đó. Thì xài nó cũng không ảnh hưởng gì đâu nè. Để xuống cân rồi mình hãy bật nút nguồn nha, để nó tự động về không ha. Rồi mình mới cân thử, mình mới sử dụng. Đó, đây là 207 gram nè. Rồi, cái cân này có mã là 105.3 mọi người, giá bán là 400 ngàn. Đây toàn bộ nó là bằng nhựa ABS ha, nhựa cứng á. Rồi kích thước nó nè. Cái đĩa cân là 13 cm. Đây, cân khoảng 20 cm. Chiều cao cái cân này là 4 cm ha. Rất là nhỏ gọn. Cân được 1 kg luôn. À, tiếp theo một cây chuốt dây điện, kìm chuốt dây điện mà cây này của USA, của Mỹ ha, Mỹ sản xuất. Chuốt dây rất là nhỏ đây, về đây, đây thông số dây mọi người xem giùm ha, lưỡi còn rất là đẹp luôn, rất bén, có cái chỗ để cắt cái dây điện luôn nè. Đó, ra bén luôn. Đây. Lưỡi còn cái bén mọi người. Gần như nó chưa xài vậy. Rất đẹp. Cây chuốt nhỏ gọn ha, bén. Kích thước nó là 15 cm ha. Rồi, cây kìm chuốt này có mã là 105.4, giá 200 ngàn. Tiếp theo là một cây gì cảo mắc sên xe đạp mọi người nè, của hàng Nhật. Đây thương hiệu đó nè, Subaki gì đó, nó chuyên cảo mắc sên ha, còn rất là đẹp luôn. Đây tuy còn láng không có mớp gì hết ha mọi người, bằng thép đúc nguyên cây luôn. Kích thước nha, nhỏ gọn 12 cm ha. Đó. Rồi cái cảo mắc sên này có mã là 105.5, giá là bán là 350 ngàn. Rồi tiếp theo em về một cây gọt, cây ghép cành ha, cái dao thủ công của Nhật. Này dao thép rất đẹp, dao thủ công thép 2-3 lớp gì nè. Đó, thép này nó làm rất đặc biệt ha, rất bén. À, nó mới về nhưng nó xài rồi nè, nguyên nguyên zin ha, em không có sửa lại cho mọi người, cũng không có mài, nên cái này mọi người nếu muốn xài thì phải biết mài ha, mài lại rồi hãy xài thì nó mới ok. Đặc biệt cái cây này nó có một bên mọc nè, bên đây mọc, bên mọc nữa, mọc của hãng đó nè, của người làm á, rất là đặc biệt, hai mặt luôn, rất đẹp. Kích thước nó là 17 cm ha. Cái mặt lưỡi là 4,5 phân. Rồi con dao ghép này có mã là 105.6 nha, giá 300 ngàn. Tiếp theo là một cây mở đá của Nhật. Mở đá đa năng ha, nó mở được đá nhỏ đá lớn nè. Rất là tiện cho mọi người hay xài cái đá cắt,
máy cầm tay hoặc là máy bàn đó, dùng cái này mở nè, nhiều nhiều đá trong một luôn, mở được nhiều kích cỡ mà nó chắc cú nữa, nó bền nữa, nước xi rất đẹp luôn nè. Xài hiên hu ha, không như mấy cây sắt thì nó rất là lâu, ô rất là nhanh nhanh mục xét. Đây kích thước nó mà khoảng 20 rồi. Cây mở đá này có mã 105.7 nha mọi người, giá bán là 200 ngàn. Tiếp theo rồi một cây cắt cành, cái cành này thì cho mọi người biết mài lại để sửa ha, để xài ha. Cái cành của Nhật khép đúc nè, chung là hàng này là phải về phải mài lại. Bên em thì không có nhận mài nha mọi người, nên em không có mài hay sửa. Cây này nói chung mình phải mài lại thì mình mới xài nó mới ngon. Đây, hiện tại thì nó đang rất là không có bén đó, chỉ vậy thôi. Nó cũng hơi gơ nè, nói chung phải mài lại nha mọi người. Rồi giá cây này là 300 ngàn, mã là 105.8. Kích thước nó là cây này khoảng 20, cây này 20 mọi người, size 20 ha. Một size phổ thông thông dụng cho mọi người xài nè, vừa xài. Rồi tiếp theo là một cây cạp, về được hai cây cạp nè, hai cây cạp xéo. Đây hai cặp xéo của Nhật. Đây cây này thì miệng nó mẻ rồi nè, nó đang sử dụng thì nó bị mẻ rồi, mọi người về muốn xài thì sửa lại. Đó, hàng này em bán cho mọi người biết sửa lại nha, nên mình xài. Kích thước đó là 20 mọi người, cây cặp xéo của Nhật kích thước 20. Cái này nó còn rất là chắc, không có gơ ha, nó chỉ mới bấm, nó bấm trúng dây kẽm mà gì, trúng dây kẽm á nó mới mẻ thôi, chứ bấm cây hoặc dây nhôm thì không đời nào nó mẻ nổi đâu. Cái này nó trúng dây kẽm nè. Rồi cây cặp xéo này có mã là 105.9, giá 350 ngàn. Rồi tiếp theo cũng là một cây cặp xéo cán đúc luôn nè. Cây này nó có cái chốt để chặn lưỡi luôn. Cây này thì miệng khá là ok, nó chỉ bị cấn ở giữa tí xíu nè. Đó, còn cái miệng nó thì liền ha, nguyên viên. Hàng về thì em có không, bên em không có sửa mọi người, không có mài lại nha, chung là nó đang sử dụng đó. Kích thước là 21 ha. Cây này miệng rất là rộng nè mọi người, cái bầu miệng nó rất là rộng nè, nó rộng hơn cái kia, nhìn nó khác hơn ha, thiết kế cũng đẹp nữa. Đây mọi người xem hai cây nè, nó khác ha. Rồi cái cây cặp xéo này cuối cùng này có mã là 105.10, giá bán là 450 ngàn mọi người. Rồi em xin kết thúc cái video ở đây nha mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ trong thời gian qua ha, cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.